Hồi thứ 58 Trung nương nương ba lần tha ngô khởi Lão tổ bại trận lui về thủy hoa Nói về ngô khởi Thống lãnh hơn ba muôn binh đi cướp dinh tại tề Không về bị anh em tôn long dùng hỏa ngưu trận Sát hại đuổi luôn thâu đêm Chạy về tới dinh Về lát lại thấy công chúa bị thương nữa Vợ chồng than thở Lo kế phục thù Nhân đêm tối trời mịt mù Quyết đối trận hại chung vô diệm Vợ chồng bàn luận với nhau xong Dặn công chúa ở nhà giữ dinh Ngô khởi liền dẫn binh áp tới dây hãm chung hậu Lúc đó Chung hậu ngồi trên xe ngựa Nghe quân réo ó Thì hiểu rõ sự việc ngô khởi tới vây Bèn sủ quẻ đánh tay Thì hiểu rõ việc trước sau hay dở Ngô khởi vốn là giả xoa tinh xuất thế tới ngày sau tư hiệp với Nghinh Xuân. Hai đàn đều có quả nhân, nếu giết nó đi thì mang bề tội lỗi. Chi bằng dùng phượt long thần mà trói, làm cho nó quy phục thì hay hơn. Nghĩ rồi, liền dục ngựa tới hỏi rằng, Bớ tướng kia, tên họ là Chi, hãy coi ai gia bắt sống đây. Ngô khởi đáp, mi là chung vô diệm, không biết tên mổ hay sao, ta quê quán ở lỗ bang, tên họ là ngô khởi học trò của chí tôn lão tổ kết duyên cùng công chúa lỗ lâm đã từng ở tiên sơn học đạo mấy năm nay mới tới đây đặng phò vua vực nước như mi biết ta là một người anh hùng lỗi lạc thì xuống ngựa chịu trói cho rồi chớ có nói nhiều lời mà phải mang tai họa Trung hậu nói hội tương giang thiên binh vạn mã chiến tướng có hơn mấy trăm viên Ai già sát tử biết bao là nhiêu rồi Xá chi mi khoe tài trí Ngô khởi nghe nói đỏ mặt Hồ thường đâm tới Trung hậu cũng đưa đao ra đỡ Đánh trước sau có tới hơn 100 hiệp Phần cao hạ chưa ai kể chắc Cờ gặp tay đối thủ mới hay Trung hậu có ý khen thầm hoài Thiệt một tay anh hùng hảo hớn Bèn dùng thế trá bại Để cho ngô khởi đuổi theo khi ngô thở thấy trung hậu cự với mình không nổi, dục ngựa chạy dài, thì tướng thiệt như vậy, cũng quất ngựa đuổi theo. Trung hậu ngó lại thấy ngô khởi đã theo gần tới, bèn quay ngựa sang qua, với tay nắm lấy giặt áo ngô khởi lại, và cầm đao giá lên đầu mà rằng, Cậu súc hết khoe tài giỏi, có biết bản lĩnh của ai gia hay không? Nếu ta chẳng tiếc mi là kẻ anh hùng, thì ta cho một đao tán bạn. Thôi, ta cũng tha cho làm phước, có tài nghề gì hãy đem ra đánh với ta. Nói rồi, liền thả ngô khởi ra rồi cười ngất mà rằng, Cậu tử như dám đánh với ta ba hiệp, thì ta mới gọi mi là tài. Ngô khởi mắc cỡ sượng trân, cũng liều chết hoa thương lướt tới và nói rằng, Hồi đẩy ta thức cơ một chút, nên mi mới nắm được giặt áo ta. Bây giờ khó nổi năng qua Hãy xem cây thương này lợi hại chung hậu mới nghĩ thầm rằng Mình bị dây đá hai ngày đêm Chân tay đã bãi quải Bây giờ dùng sức sợ đánh không lại Phải dùng bảo bối thì hay hơn Nghĩ rồi cùng hoa đao tới đánh miếng ngô khởi Vừa được ít hiệp Trung hậu lấy ra một vật báo Kêu là chấn thiên thạch tế Lên không mà chỉ và nói rằng Bớ cẩu tặc Hãy coi bảo bối của ta. Ngô khởi ngưới mặt lên, xem thấy một đại hồng quang như tấm đá gần đánh xuống đầu. Liền trở người chạy qua, thì chấn thiên thạch đánh xuống đất. Ngô khởi bèn ngó lại, thấy lần đánh sâu xuống một thước. Nếu trúng người, ắt nát thịt tan xương. Kế đó, thấy chung hậu dục ngựa tới nói rằng, Ngô cẩu, ai già đã hai phen không giết, mi biết ơn hay không? Ngô Khởi mặt giận hầm hầm Lại quơ thương đâm tới Trung hậu nói Đồ cẩu tặc thật là bất nghĩa Chớ trách ai ra sao ở vô tình Đã hai lần phóng tử quy sinh Người lại muốn đem ơn làm oán Như ta chẳng tiếc mi là tay hảo hớn Thì mi chết mười mạng đã có dư Nói rồi Liền lấy cây cù lông bảo kiếm liền lên Và kêu ngô khởi chỉ rằng Ngô cẩu Hãy xem cây gươm này nó thiệt vô tình quá lẽ Nói về ngô khởi Khi nghe chung vô diệm kêu Ngó lên thấy mất hồ mất vía Cây gươm cứ liện qua liện lại Chung hậu lấy tay chỉ ra phía sau Cây gươm rớt xuống chém đứt đuôi con ngựa Con ngựa đau quá nhảy giật lên Làm cho ngô khởi té nhào xuống đất Rồi ngó lại thấy ngựa mình đã không đuôi Bèn nó giận mắng chửi ít lời rồi lên ngựa ho thương tới đánh. Trung hậu thấy vậy cá cười, bèn bảo liêm thoại hoa xuất chiến. Khi liêm thoại hoa giáp mặt với ngô khởi, liền nói rằng Đồ súc sinh, thiệt là vô liêm sĩ, quốc mẫu ta đã tha cho mi khỏi chết ba phen, bây giờ lại muốn tới đây nạp mạng. Ngô khởi lấy làm tức giận, bèn bắn lại rằng Đồ cẩu phụ, chết tới đây khua mỏ, để bổn soái cho một thương tan hồn. Liêm thoại Hoa nghe nói nổi sung, hồ đào nhắm ngay đầu chém xuống. Ngô khởi cũng đưa thương gạt đỡ, hai người đánh độ một giờ mà chưa định hơn thua. Thoại hoa bèn đổi tay trái cầm đao, tay mặt rút cây thần tiên ra đánh trúng ngô khởi một roi sau lưng. Ngô khởi thất thế chạy dài về tới trại. Công chúa lật đật ra tiếp rước. Ngô khởi thuật lại việc bại trận cho công chúa nghe, Công chúa cũng tức giận muôn phần mà rằng Phải cùng nhau tính kế Bắt cho đặng Cường nhân mới đền xong nợ nước Nói rồi kẻ đi sau người đi trước Ra sau dinh thang thuốc dưỡng an Nói về điền đơn về tới tề dinh Liêm càng và anh em tôn long ra khỏi dinh nghinh tiếp Điền đơn thuật lại sự quốc mẫu bảo vệ sinh cứu binh Màu tế tương gian tiếp ứng khi ấy Liêm Cang đứng dậy thưa rằng Xin Điện Hạ tha lỗi cho tiểu thần thay mặt đôi lời. Vì lúc đương đương phó hội mới ra đi, giao cho tôi ở nhà quyền coi binh phù ấn kiếm. Bây giờ cho tôi được phép điều khiển, có quân lệnh nơi tay tôi, tôi mới dám thi hành. Điện đơn đáp Việc đó mặc dương huynh phải tức tốc điểm tề binh mã. Liêm Cang tạ ơn, rồi lên ngồi giữa tướng đài, giống khiển nhóm chúng tướng tới, rồi ban ra một cái lệnh tiễn, giao cho Yên Quốc tổng dung là Tôn Long, dặn phải dẫn 3.000 binh mã và 500 con hỏa ngưu lập thành trận hỏa công, tới phía đông tương giang mai phục. Hệ thấy hỏa quang làm hiệu, thì sắc nhập trùng di, Dặn rồi lại phát ra một cái lệnh tiện nữa Giao cho Phó Tổng Dung là Tôn Hổ Và bảo Lãnh ba ngàn binh mã Và năm trăm con hỏa Ngưu mai phục phía Tây Tương Giang Hệ thế núi Bồ Mai có dấu hỏa quan Thì phải đùa binh đến tới Tôn lòng Tôn Hổ dân mệnh Lại sai tới mấy vị mới đầu hàng Là Lỗ Quốc Anh Tề Trinh, Tề Phụng dặn rằng Mỗi người lãnh ba ngàn quân cung tiễn đi mai phục phía đông tây nam còn bốn vị tổng binh nước triệu thì phải sát nhập tương gian và cứu giá như ai trễ nải thì cứ xử theo luật quân các tướng dân lệnh lui về ai lo theo công việc nấy liêm càng lại đứng dậy thưa với điền đơn rằng tôi biết điện hạ long thể bữa nay đã mỏi mệt không vào trận làm chi xin điện hạ hãy lãnh 500 quân ngự lâm sắm những đồ hỏa pháo lên ở trên núi Bồ Mai chờ tới lúc canh tư thì đốt lửa lên làm hiệu lệnh Điền đơn cũng dân lệnh sợ lãnh quân ngự lâm đi còn liên can với ít viên thiên tướng ở lại coi giữ dinh trại nói về ngô khởi đánh với liêm thoại hoa bị một cây roi thần về dinh điều trị mạnh rồi bèn nói với công chúa rằng vô diệm pháp lực cao cường bắt rồi lại tha ta tới ba lượt. Trong ý nó muốn làm để cho ta quy phục. Bây giờ ta phải tương kế tự kế mấy xong, sẽ cùng nó giao phong mà rõ tài cao thấp. Nói rồi, bèn dặn công chúa ở nhà giữ dinh, dẫn theo tám viên chiến tướng sát nhập trùng di. Trung hậu thấy ngô khởi lại dẫn binh tới, bèn cười hỏi rằng, Ngô cẩu, ai già đã ba phen tha sống, nay còn muốn chết hay sao? Ngô khởi chẳng đáp lại lời nào, cứ việc hoa thương đâm tới. Trung hậu bèn cản lại rằng. Ta chẳng bắt sống thằng cấu tặc, thề chẳng ở trên đời. Nói rồi, liền hoa đao sức đánh. Được ít hiệp, trung hậu vớt một cây đao, bày cái kim khôi của ngô khởi đội trên đầu, dăng xuống giữa đất. Ngô khởi mắc cỡ, nổi giận nó lớn tiếng rằng. Ta thà bỏ mạng đưa xa trường, chứ chẳng chịu mang tiếng thua con sủ phụ. Nói vừa dứt lời, hồi thường đâm lia đâm lịa. Vợ chồng điền côn nói giận, muốn bưng cương sẽ giết phức cho rồi. Trung hộ bèn đứng dừng ngựa lại, nói. Hai con vẫn chỉ biết số trời, mẹ muốn thâu nó để ngày sau có chỗ dụng. Nói rồi, liền lấy ra một bảo bối kêu là Phượt Long Thần, liền lên trên không. Tức thì hào quang hai đạo dắp dòng, xa xuống trói chặt mình Ngô Khởi. Lúc đó, Ngô Khởi té nằm ngửa đất. Linh hồn bất tỉnh hôn mê. Quân tề áp lại khiên về. Ngô Khởi dây lâu mới tỉnh, thở ra một tiếng bèn nghĩ thầm rằng. Như nay ta không chịu đồ phục, chắc con sủ phụ không để còn hồn thiếp vợ con. Vậy thì quy phục, để đầu đỡ nặng mà lo kế toan phương báo phục. Nghĩ rồi bèn nói rằng, muôn tàu chung quốc mẫu, xin tha tội cho phản thần, thiệt tệ ban mới sinh nữ thánh nhân, tội muôn thác mong ơn hỷ xã, đặng cho tôi trở về thương nghị cùng lỗ lâm công chúa, rồi vợ chồng tôi cùng quy thuận thương ban, vậy mới là trọn đạo. Trung hậu nghe nói, bèn co tay toán quẻ biết ngô khởi muốn dùng kế gian liền chỉ mặt ngô khởi rằng ngô cẩu mi tuy chưa nói chứ ai gia cũng đã biết rồi mi là trưởng phu còn đòi nói láo làm chi nhưng ai gia cũng chẳng sợ gì ta sẽ tha cho ngươi trở về dinh một phen nữa nói rồi bèn điểm ít tiếng chân ngôn thau dây phượt long thẳng lại Ngô Khởi lúc đó cảm thấy nhẹ nhàng, bè ngó qua ngó lại dây lát, rồi cầm thương lên ngựa. Chẳng nói tiếng cảm ơn, cứ dục ngựa chạy tuốt về dinh mình. Vừa đi vừa nghĩ rằng, giờ ta lọc trò bà Bạch Liên Thánh Mẫu, pháp lực cũng chẳng phải tầm thường. Một cọc cự sao cho lại bày dương, để về đến rồi cùng nhau thương nghĩ. Lúc này, Ngô Khởi về tới cửa, Công chúa lật đật sang nghênh tiếp vào Ngô khởi mới rơi lụy nói rằng Còn sư phụ khi người thái quá Năm lần bắt đặng ta rồi lại tha về Bây giờ ta tính với hiện thê Vợ chồng đồng xong trận mới trừ được con mặt quỷ Công chúa nghe chồng nói Cũng y như ý Rồi cùng nhau đàm đạo và nghỉ ngơi Cái giây lát vợ chồng đều xông ra trận. Công chúa cầm chỉ ba đi trước, phò mã cũng đề cương dục ngựa theo sau. Hai đàn vừa gặp nhau, chung hậu liền kêu Điền Côn bảo rằng Dương Nhi hãy đánh với lỗ lâm công chúa, còn ngô khởi để mặt mẹ bắt nó cho. Điền Côn dân mệnh hơi thương xong vào, đại chiếm với lỗ lâm chưa phần thắng bại còn trung hậu thì đánh với ngô khởi ít hiệp rồi niệm chú định thần ngô khởi liền đứng sững trích chân tay chân thấy điều dở lên không nổi trung hậu liền truyền quân áp trói tôi muốn dò bó lại như heo bỏ nằm giữa đất chèo queo hồn vía để muốn theo mây theo gió công chúa quay mặt lại nhìn dớn giác, thấy chồng mình bị quân bắt trói lại trong lòng chín khúc bồi hồi cầm cây chĩa quơ lôi thôi hở miếng bị điền côn đâm trúng một thương đê vế tức thì dục ngựa chạy dài điền côn giả làm như bộ không hay chẳng thèm buông cương theo rượt khi đó ngô khởi nghe nói tiếng kêu lại khẩn cầu rằng xin quốc mẫu thứ tha một phen nữa trung hậu nói mi là đồ dông ân bạc nghĩa có để mi sống cũng chẳng ít gì Ngô khởi thưa Lòng trời có đức hiếu sinh Loài sâu bọ cũng còn muốn sống Huống chi người Xin quốc mẫu bởi lượng hải hà Tôi nguyện theo quốc mẫu phan này dắt ngựa Chung hậu nói Giờ mi muốn ai gia dung thứ Phải đứng giữa trời minh chú mới nghe Ngô khởi bất đắc dĩ cũng phải thề rằng Tôi tên là Ngô Khởi, xin quy thuận tề ban như lòng tôi còn phản phúc gian qua thì ra bếp sắt chảo đồng nấu tan mạng lời tục ngữ có nói thề thì mắc thắt thì rối không sai đến sau ngô khởi ba lần bị khốn nơi thanh châu quả bị như lời đó trung hậu khi ấy nói rằng Chuy đã thiệt lòng đầu thuận Thì ta cũng rộng lượng thứ tha Nói rồi Bèn truyền cho Điền Côn tới mở trói Ngô Khởi liền đứng dậy Quỳ lại tạ ơn Trung hậu lại bảo Ngô Khởi rằng Mau mau lên ngựa Thừa đốt đêm ra khỏi trùng di Mấy người liền dục ngựa ra đi Vừa nghe tiêu lầu canh tư trống điểm nói về Điền Đơn dẫn 500 quân ngựa lâm lên ở núi Bồ Mai Lãnh. Chờ tới canh năm thì phát hiệu, khi nghe trống đã quá canh tư, tức thì truyền ba quân đổi lửa, dây lát đỏ dậy rừng trời, bốn phương binh phục đều áp vào trong trận. Quân reo dậy đất, pháo bắn gian trời. Trung hậu hay đặng có cứu binh tới, bèn truyền lệnh cho bảy vị quy nhung, cùng vợ chồng Điền Côn sát phá trùng di một lượt thường hại cho binh lính năm nước không tội chi mà phải chết đầy đường kẻ thì bỏ con người thì lìa vợ kẻ mạnh thì chạy tước xứ người yếu thì đạp chết lấy nhau làm cho trời xảm đất sầu trường chinh chiến biết đâu là mạng số lúc này chí tôn lão tổ thấy trung hậu đã gần thoát khỏi trùng di liền hoa cây gươm kim ngô cưỡi lên con mai hoa lộc lên sông pha trước trận Ngô Khởi thấy có lão tổ tới thì khóc mà nói rằng Muôn tâu sư phụ đệ tử đã thua luôn bảy trận nhờ ơn trung hậu tha mạng nay đệ tử đã tâm phục khẩu phục về đầu tề trung hậu thiệt pháp lực vô song vậy xin sư phụ hãy nên về động mà tu hành nghỉ ngơi thuận theo ý trời Lão Tổ nghe Ngô Khởi nói khích mấy lời, tức thì trợn mắt, múa gơm như chớp tới chém đùa Trung Hậu. Trung Hậu cũng nói giận, vừa cắn lại vừa mắng rằng, Đồ yêu đạo, không biết tồn vong thuận nghịch, ai già đã tha không giết một trận rồi, sao không biết hổ? Nếu như bây giờ bị dám đánh với ta hai hiệp cầm đồng, thì ta chịu làm môn sinh đệ tử. Nói rồi, hồi đào sắp tới đánh với lão tổ vừa được một hiệp thì cái định tề đao gạt ra mạnh quá lão tổ đã bỗng rũng tay chân biết chung hậu pháp lực thần thông liền quốc hưu chạy dày như gió khi ấy lão tổ vừa chạy vừa nghĩ thầm rằng năm diệu quốc dương đã bỏ mạng nếu bây giờ ta có sức cũng uống công còn sử phụ thiệt anh hùng quả trời say nó thâu ngũ quốc sách có chữ nhẫn nhất thời chi nhục biển ba nhật chi âu vậy thì thôi mau trở về núi tu hành mà đền tội sát sinh phạm giới lão tổ nghĩ sự ngó lại thì đã chạy được xa một đổi bèn vỗ đầu con mai qua lộc và niệm chân ngôn rồi đàn dân bay thuốc về lạc dân sơn thủy qua động về sau còn đánh với trung hậu tại đất thanh châu một lần nữa lúc này trung hậu thấy lão tổ bỏ chạy thì không đuổi theo bèn nhóm tam quân tả xung hữu đột đánh phá trùng dây tìm đường mà thoát ra thì trời vừa sáng lại thấy điền đơn dẫn chúng tướng theo sau tớ quỳ lại thâu rằng có bốn tướng vị tổng dung cam tâm quy thận là tề trinh tề phụng lại với lỗ quốc anh cùng là đại đống Dung Dương bình bốn vị thì một lòng đồ minh khử ám đầy bình năm nước thảy đều ly tán xin quốc mẫu hạ lệnh thâu binh. Trung hậu rất mừng và phán rằng, bốn vị là tài trí, hay rõ thiên ý nhân tình, bây giờ đã quyết lòng bội ám đầu mình, vậy hãy theo cùng ai gia về bên triều đình tề quốc. Bốn vị thấy điều tạ ơn mà lui ra, kế thấy bên tướng năm đứa, người xin đầu hàng đi theo, kẻ xin trở về cùng vợ con cha mẹ. Trung hậu đều y như lời, bèn truyền lệnh cho Điền Tôn, Thâu Binh cùng nhau trở về bồ Mai Lãnh. Đi chẳng bao lâu thì đã tới Vinh Tề. Trung hậu vào người giữa Quỳnh La Trướng, chúng tướng vào triều bái xong rồi, ai nấy cũng có ý vui mừng. Chỉ có một mình ngô khởi bất bình căm giận. Lúc này, Trung hậu truyền cho quân dọn bàn tiệc sự, rồi đứng dậy mà tạ ơn bảy vị nguyên nhung rằng đội ơn bảy vị ra sức giúp công a gia mới khỏi được trong dòng tên đạn chén rượu này xin mời cho cạn gọi là đáp nghĩa đền ơn để ai gia về tâu với tề quân sẽ miễn cống lễ ba năm cho bảy nước bảy vị nguyên soái thể điều cúi đầu cảm tạ trung hậu lại hỏi này chúng tướng sĩ đầu tề số được bao nhiêu Điền Côn nghe hỏi Dội đi kiểm tra lại Thì thấy đại tướng được bảy viên Binh sĩ hơn 10 muôn lẻ Tên họ đều giàu sổ Và khao thưởng tướng sĩ Yến tiệc đã vui say Kế thấy Yến Anh bước ra Tâu xin ở lại bồ mai lãnh 10 ngày Cho quân sĩ dưỡng sức Rồi sẽ ban sư về nước Trung hậu nhậm lời ấy Bèn truyền cho các trại các dinh Đều được phép thỏa tình Yến Lạc nhật nguyệt như tên bắn tháng ngày tự thôi đưa chẳng bao lâu đã đủ 10 ngày trung hậu bèn truyền lệnh cho chúng tướng khởi binh bạc trại tiếng khải ca in nổi đường xe ngựa dập dìu chỉ lâm tri thách dậm băng ngàn vui mừng chữ kỳ khai đắc thắng đoạn này nói về nhiếp chính ở bên nước tống là nghi dương vừa buổi lâm triều bỗng thấy hoang hoàng môn vào tâu rằng muôn tô bệ hạ họa lớn đến rồi Chúa Thượng đã bị vô dịp bắn chết rồi Còn Đại Điện Hạ cũng phải thay điền đơn đâm ngã Tần Phó xóa dẫn những tàn binh trở lại Trốn về đây còn ở trước ngọ môn Nghi Dương nghe tàu cả sợ Liền đòi Tần phó soái vào Tần trình vào trước kim giai Trừ bái xong liền tâu hết các việc Đi hội chiến thương gian cho Nghi Dương nghe Nghi Dương hết sức buồn Khóc lóc mấy ngày rồi đồng dẫn nhau đi rước linh cữu anh duyên về bạch thổ điện mà cư tang